Trong những ngày này, cùng với các lực lượng của ngành y tế, quân đội, quy tắc đô thị và các phòng ban chuyên môn của Công an thành phố, Công an phường tại các điểm nóng có ca lây nhiễm phức tạp thuộc quận Sơn Trà đã khẩn trương thiết lập vùng cách ly y tế với quyết tâm đảm bảo công tác phòng chống dịch trong 7 ngày tới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Qua hơn 2 tuần triển khai thực hiện giãn cách theo chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phần lớn người dân quận Sơn Trà đã tuân thủ tốt quy định cách ly xã hội, hạn chế ra đường để phòng tránh dịch bệnh. Tuy nhiên, trên các tuyến đường lượng người và phương tiện còn tham gia quá đông. Trong khu vực cách ly phong tỏa, tình trạng chưa cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm nên người dân phải ra khỏi nhà để giao dịch nên có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo được sức khỏe và công việc tại chốt thì chia làm 9 ca và mỗi ca thì 6 đồng chí luôn phiên nhau trực 24/24 để đảm bảo được cái tình hình giao thông thông suốt. Các bạn tình nguyện viên đã sẵn sàng tham gia tình nguyện tại các chốt dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhất là các khu phong tỏa cứng, kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các khu vực phong tỏa, kiểm soát xe và người ra vào, hỗ trợ cho người dân cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Ngay sau khi có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, theo hướng mở rộng vùng xanh một phần của phường An Hải Bắc và phường Phước Mỹ, siết chặt kiểm soát vùng có nguy cơ cao của ba phường Mân Thái, Thọ Quang và phường Nại Hiên Đông. Ngay trong đêm 13 tháng 8, chính quyền địa phương hai phường An Hải Bắc, Phước Mỹ đã tổ chức tháo dỡ chốt kiểm soát tại ngã tư Ngô Quyền, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng để thiết lập hàng rào cách ly mới. Chỉ sau một đêm, hàng rào phân cách cứng dài trên 2 km trên đường Võ Thị Định, Trần Nhân Tông, Vương Thừa Vũ được hình thành tạo vành đai vững chắc cho trận địa mới. Cái này thì với nó là nhân dân thì người ta rất là đồng thuận thôi. Người dân không mong muốn gì hết mà mong muốn là thành phố là có lãnh đạo thành phố tập trung làm thế nào mà dập được cái dịch cho nhanh để cho người trở lại cái cuộc sống bình thường cho người dân là người ta phấn khởi rồi. Người dân đã đồng lòng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Hy vọng sau 7 ngày áp dụng biện pháp mạnh hơn chỉ thị 16 với phương châm ai ở đâu ở đó, thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng sẽ tổ chức tách F0 ra khỏi cộng đồng để sớm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.